tưởng tượng là 1 hecta xong trồng nam nam thu ít nhất á, là 30 tỷ. Cái đường từ đây á, bây giờ đi bộ thì nếu mà lên tới vùng trồng sâm của bà con thì cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn xa hơn nữa thì 7-8 tiếng mà có. Nghĩa là hết cái vùng Ngọc Linh là bà con trồng sâm. Mà chúng tôi bắt đầu hành trình lên núi với niềm háo hức và tò mò về cây sâm Ngọc Linh, cũng như tình yêu, hy vọng mà lãnh đạo cũng như người dân nơi đây dành cho cây sâm này. Bởi giá trị và mức độ quý hiếm sẽ làm cho vùng đất này đổi thay như mơ, mà không phải mơ, sẽ là tương lai gần, thật gần. Thiên nhiên ưu đãi cho nhân dân vùng núi Ngọc Linh loài cây mang tên ngọn núi này, và trên những đỉnh mây phủ quanh năm kia là cả kho báu. Nhưng kho báu sẽ là vô tận khi con người biết giữ gìn và phát triển. Đường lên núi dốc nhiều và câu chuyện về cây sâm luôn hấp dẫn mỗi chặng nghỉ chân của chúng tôi. Qua 400 mét đầu tiên là hết khu vực tập trung dân cư. Ở đây nhìn rõ cả vùng rộng lớn của xã Trà Lĩnh. Như bức tranh dần hoàn thiện, mỗi lúc hình dung về cây sâm càng rõ dần và hấp dẫn. Vùng này là vùng cách mạng, khu ủy khu Nam hồi xưa. Nước là thì bộ đội chúng ta hồi xưa là thiếu thuốc á. Thì cây sâm Ngọc Linh này rất bổ cho sức khỏe con người. Cái thứ hai là cầm máu là rất là tốt. À. Nhưng ý em hỏi là tức là cái thổ nhưỡng ở vùng này có gì đặc biệt? Nó kết hợp nhiều thứ. Nhưng mà trước tiên thì thấy là nó là hướng đông. Hai nữa là cái độ dốc co. Cây rừng nó to. Tán rừng nó nhiều. Trên 70%. Cái lớp mùn nó là nhiều thì cây sâm nó sống được và nó phát triển rất là tốt. Vậy có nghĩa là nếu mà muốn mà phát triển được cây sâm thì tức là mình phải giữ được cái độ che phủ rừng 70%. Tất nhiên là nói tốt là mình phải giữ rừng. Bà con nơi này là rất là ý thức. Khi họ trồng sâm là không bao giờ họ phá rừng và bảo vệ rừng rất là nghiêm ngặt. Quy hoạch của tỉnh cho Nam Trà My là trên 15.000 hecta để trồng sâm từ đây đến năm 2030. Và theo cái lộ trình vẽ thì tới năm 2030 người dân và doanh nghiệp chắc chắn là có khả năng là phủ kiến cái sâm. Nói chung là người dân, không phải riêng người dân Nam Trà My, mà từ đây trở đi nếu mà người dân miền núi khác trên toàn quốc mình, thì hiện nay vừa rồi thì có rất nhiều người dân hỏi về cái việc này, mà trực tiếp là hỏi về Bộ Nông nghiệp làm sao đó mà có chính sách nhà nước nó thích hợp, nó phù hợp. Thì bây giờ giữ rừng là giữ rừng mới là tạo sinh kế cho người dân, làm sao mà vừa giữ rừng mà vừa phát triển kinh tế được, thì cây sâm là cây tuyệt vời. Giấc mơ của vị chủ tịch huyện mê rừng cũng là giấc mơ của nhiều người. Chẳng gì ý nghĩa bằng vừa làm giàu, vừa giữ được hệ sinh thái rừng nguyên sinh trên khắp vùng núi của đất nước. Ở trên này thì có những hộ như là ông Nguyễn Văn Lượng này, ông Hồ Văn Du, rồi ông Hồ Văn Hình, ông Nguyễn Văn Bộ. Ở trên Trà Lĩnh này, người sâm người ta rất là nhiều, người ta trồng từ mấy chục năm nay rồi. Bây giờ củ sâm rất là lớn, và cái lượng sâm của họ thì quy đổi ra tiền thì họ cũng nắm vài chục triệu đô la bình thường. Thế vài chục triệu đô la hả? Vâng. Hàng trăm tỷ. Đấy là mình ước lượng được thôi đúng không? Ước lượng với giá trị sâm bây giờ thôi. Nhưng mà tại sao mà em thấy là tức là ở đây mình còn không có sâm để bán, mà tại sao họ các cụ cứ giữ thế? Người ta giữ để người ta nhân giống. Vì nếu người ta bán hết đi thì nó thì sinh trưởng bằng hạt này, gọi là bằng cái mầm cũ của nó. Nếu người ta bán hết đi thì lần sau đâu còn cái gì đâu để người ta phát triển tiếp. Cho nên người ta trồng nhưng mà người ta vẫn thành lập một cái vườn gốc của họ đó. Họ thành lập ra cái khu trồng để sản xuất riêng, khu trồng để làm giống riêng. Cái kinh nghiệm trồng sâm thì người ta cũng tự mày mò mà ra thôi. Người ta trồng lâu ngày người ta tích lũy thành kinh nghiệm. Đặc biệt thực ra ở đây nó đã được lợi là khí hậu của khu rừng này nó đã thế rồi đúng không? Rồi. Nếu mà mình gom về mình quản lý thì cái an ninh của cả một cái vùng này nó cũng tốt hơn. Chứ nếu mà để hoang thì ai cũng có thể đi tìm sâm, bởi vì nó giá trị như thế thì nguy hiểm. Cái việc trồng sâm của người dân đây là giống như một hợp tác xã như vậy. Người ta sẽ gom hết rồi thành lập một cái khu vực diện tích đó, người ta gọi là cái chốc. Diện tích mỗi người là bao nhiêu đó, người ta trồng và luân phiên nhau canh giữ. 24/24 đều có người trong rừng đó. Cao độ của vùng núi mình đó là từ 1.000 đến 2.400 rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc đó là... có nhiều cái nguồn dược liệu. Mà rất tiếc là rừng nó bị chặt nhiều quá hết rồi. Đảm bảo phải
phải có rừng 70%. Đảm bảo cái giá trị của những cái hệ sinh thái ở dưới đấy, rừng đó giá trị như đấy, là gỗ luôn chứ không phải. Đâu đâu. Mà mình nghĩ là nếu mà mình có cái chiến lược di thực xâm mà trồng riêng rừng thôi thì Việt Nam ta một ngày nào đó sẽ hơn Hàn Quốc. Vì Hàn Quốc năm 2015 này, 2016 này là riêng về xâm không là thu được trên 7 tỷ đô. Mà 2017 chắc nhiều hơn nữa. 7 tỷ đô la từ xâm Hàn Quốc. Bây giờ nước số 1 về xâm của thế giới. Hiện nay xâm có 5 loại xâm quý nhất từ thế giới, đó là xâm Hàn Quốc, xâm Mỹ, xâm Canada, xâm Nga và xâm Việt Nam. Đông Nam Á này, cả châu Á này là có 3 nước, đó là mình, Việt Nam này, Hàn Quốc và Nga. Chứ còn như các châu khác thì ví dụ Mỹ, Canada, châu Mỹ thôi, chứ châu Phi đâu có xâm, châu Úc đâu có xâm áo. Đây là một đặc trưng quý hiếm, phải nói là cực quý hiếm của thế giới và của Việt Nam. Đó chính là có phải một phần quyết tâm của anh. Tất nhiên nhé. Giấc mơ luôn đó. Chung sống với thiên nhiên hòa bình là khát vọng của muôn loài. Trời chuyển gió khi chúng tôi lên cao dần. Mưa bắt đầu rơi rồi lại tạnh. Sau 2 giờ leo núi, chúng tôi cũng lên tới vườn sâm gốc, nơi mà mọi điều kiện tốt nhất cho loài cây này phát triển tự nhiên nhất. Sự tò mò và háo hức lên cao khiến cái mệt đi đâu mất. Chả kịp nghỉ ngơi gì, cả đoàn làm phim theo chân anh Bửu ra ngay vườn sâm. Dưới tán những cây rừng cổ thụ, gió rít và mây mù, mưa ẩm quanh năm là những cây mà nếu không được nói thì sẽ chẳng thể ngờ đó lại là loài cây mà giá trị của nó cao và có thể làm đổi đời những ai sở hữu nó. Thân mảnh như một loại rau rừng, lá thường có 5 cánh và từng chùm quả nhỏ mọc xen kẽ giữa những lớp lá rụng, nếu vô tình dẫm lên cũng không biết. Toàn bộ cái chỗ này tức là mình làm những cái lớp mùn với cả lá cây với cả đúng rồi, cái thứ này mình tạo mùn cho nó đúng, đúng rồi, đúng rồi. Cây này là 4 năm tuổi. Nó được nó hái một mớ hạt rồi. 2, 4, 6. Cây này cỡ khoảng 20 hạt. Bao nhiêu tiền một hạt ạ? 30.000 một hạt. Cỡ khoảng 30.000 một hạt thì 600.000. 600.000. Mà tức là cứ mỗi năm nó ra cho nhiều lứa hạt đúng không? Thì ví dụ năm này á là 4 năm tuổi là 20 hạt. Thì sang năm có khả năng là nó lên 30 đến 35 hạt. À. 5 năm là nó cái hạt này nó tăng thôi. Nhưng mà cái đặc biệt là gieo luôn hả anh? Không phải phơi khô. Không rồi. Cứ thế là gieo luôn. Gieo thì bao nhiêu lâu thì nó thành cây hả anh? Cỡ khoảng 4 tháng nó mọc lên thành cây. Và để 6 tháng sau là mình bứng thì mình trồng. Nghĩa là gọi đó là một cây là 1 năm tuổi. Đây là cái khu này là cái sâm trong ngoài rừng. Mình đem về mình trồng để mà mình sau này mình làm giống. Một mặt là anh em cũng đi kiếm về, cái thứ hai là cũng mua của những người dân, thu mua của dân về để mình làm cái vườn giống. Mà vườn giống này là từ sâm rừng. Đây là những giống sâm tự nhiên 100%. Tự nhiên 100%. Mình gom hết tất cả bạn gom hết để mình có thể làm những thí nghiệm trên nó, đúng phân rồi. Tích nó. Đúng rồi. Ví dụ nhờ thế thì mình mới phát hiện ra là sâm Ngọc Linh mình mới có 52 cái hợp chất sâm. Không phải nhờ, tại vì cái sâm Ngọc Linh á là các nhà khoa đã nghiên cứu rồi, nó có 52 hợp chất salmonin và có 26 hợp chất salmonin là giống như sâm Hàn Quốc. Nghĩa là cái hợp chất của mình nó rất là nhiều, nó nhiều hơn sâm Hàn Quốc. Nên là giá trị hiện nay thì cái giá trị của mình đó thì nếu mà so với sâm núi Hàn Quốc á thì giá trị tiền thì nó không bằng, vì cái hình như Hàn Quốc thì thương hiệu, thương hiệu với cả họ làm thương hiệu lâu năm rồi, lâu năm rồi. Và mình hiện nay là về giá trị, ví dụ như sâm núi Hàn Quốc thì
cũng một cân sâm của mình và một cân sâm của họ thì cái giá tiền của ở Việt Nam mình nó vẫn ít hơn. Cụ thể là hiện nay cái sâm núi Hàn Quốc một cân nó là cỡ khoảng 250 triệu, mà mình một cân thì cân mà cao tiền nhất thì mới trên 100 triệu. Đây cái lá đây, còn một cái mầm lá sâm rừng này, cái cây nó có vẻ như rất là cằn cỗi, nó cứng có. Cái cây này thì khoảng bao nhiêu tuổi anh? Cây này tôi nghĩ cũng hơn 15 năm, 25 năm, nó này, rất là dài. Đây này, đấy, à, từ nãy nó chết, cậu ta. Bị dài nó cũng phải là hơn 10 phân, dạ. Nó rất là cằn cỗi. Đây tức là mình có thể đếm được 5 ngay. Cái này hả? Cái này đếm được chứ. Nó bắt đầu này, từ đây. Dạ. Nghĩa là riêng cái củ này là cỡ khoảng là 25 năm. Đây một mắt này, nhưng mà lại đây một mắt nữa này. Dạ. Đó. Nhưng mà từ khúc này đến khúc này á là nó ngủ, có khả năng nó ngủ 2 năm. Dạ. Hoặc 3 năm. Thì đây mình chia ra mình biết. Còn một xíu là một ngắn này. Ví dụ một đốt là mình tính như thế nào? 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, 4 đốt, 5 đốt, 6 đốt, 7 đốt, 8 đốt, 9 đốt, 10 đốt. Và càng lên cao thì cái cây nó càng cằn lại đấy. Vâng. Thì cái đốt nó ngắn lại. Vâng. Thì cái củ này cỡ khoảng 25 năm tuổi. Ai mà biết được giá trị những củ như thế này là hàng nghìn đô đúng không ạ? Hiện nay ở Hàn Quốc á, có cái củ mà nhỏ nhỏ như thế này đó. Dạ. Mà họ nói là 60 năm tuổi thì cái củ họ nói là đến 200 ngàn đô. Thì theo tôi nghĩ mà nếu mà làm truyền thông cao á, thì củ này cũng vài chục ngàn đô ấy. Thật đấy. Thời tiết ở trên đỉnh luôn khác biệt, mưa và mây mù nhiều, gió thường cấp 7, cấp 8 và độ ẩm cao. Trung tâm sâm huyện Nam Trà My quy hoạch 10 ha để phát triển làm vùng ươm và nhân giống sâm, nhằm phát triển giống cây này tới khắp nơi, mà trước mắt là các huyện trong tỉnh Quảng Nam có điều kiện tương tự. Họ ở trên núi và quanh năm sống với cây sâm cùng mưa gió. Nhìn cách họ nâng niu và chăm sóc từng cây sâm, từng nắm mùn cho gốc, đủ biết tình yêu cho công việc của họ. Đây ví dụ như mà khu vườn này thì em nhìn thấy có cả nghìn cây chứ ạ? Hơn nhé. Một lúng thì em tưởng tượng là 100 cây hơn rồi. Cây này là bao nhiêu năm hả anh? Cây này cỡ khoảng là... Cây này từ 10 đến 12 năm. Tầm là cỡ khoảng 7 triệu đến 7 triệu rưỡi. À. Hiện nay giá trị một củ này. Một củ như này khoảng 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Mà cả lá sâm lẫn thân sâm đều có thể có giá trị hết. Tất nhiên. Cái cây này một năm á, là với cái tầm từ 10 đến 12 năm á, thì nó cho một năm ít nhất là 50 hạt. Nghĩa là cứ một năm là nó cho thêm là được khoảng 50 cây con. Đây em thấy chỗ nào nó cũng dốc dốc nhỉ? Thì tức là để làm sao nước có thoát đúng không? Đúng rồi. Trong sâm này phải có độ dốc. Không có độ dốc là củ sâm này nó sẽ thối. Đây là cái độ mùn. Và cái chất mùn này rờ này rất là mịn. Giống như phân vậy. Nhưng thực ra là mùn cay đây. Dạ vâng. À. Và phải nhiều năm thì nó mới có được. Tất nhiên, nó hàng trăm nó năm. Nó ải ra như thế này. Đúng rồi. Và cái này nó rất phù hợp với cây sâm. Nên bây giờ mình trồng lại cái sâm này. Một cây sâm này em thấy cũng dễ sống đấy chứ ạ? Thì thế đó. Hàng thế năm đó. Nó cứ trồi lên như thế. Vâng. Đó, sao?
quay máy cảnh cho rồi. Cứ nghe điện đến trung ương đi. Sinh hoạt như những người lính để bảo vệ từng nhành cây, nụ hoa trong điều kiện khắc nghiệt, với niềm tin tuyệt đối được lan tỏa từ người lãnh đạo huyện đến mỗi người dân vùng núi Ngọc Linh rằng Nam Trà My sẽ trở thành trung tâm sâm nổi tiếng khắp thế giới và những người dân nơi này sẽ là triệu phú. Hiện nay cái việc chính của anh em nữa là nhân giống sâm. Một năm là cái trại giống này cấp cho dân là, ví dụ như năm 2016 này cấp tử khoảng là 10.000 cây. Cứ tăng theo chiều tăng. Có khả năng sang năm 2017 là cấp 20.000 cây. Cứ liên tục cấp cho người dân. Theo cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đó, là ví dụ hộ dân đây này là được trồng khi cấp lần đầu tiên là 500 cây, nhà nước hỗ trợ vốn là 80%. Ví dụ một cây hiện nay là 100.000 đồng một cây giống, cây con, nhà nước hỗ trợ 80.000, người dân thì bỏ 20.000. Thực ra thì đời sống bà con càng lên thì cái an ninh nó càng an toàn. Tất nhiên là khi cái đời sống lên thì hiện nay nói chung bà con đi này là rất là thật thà. Và biết làm ăn, biết tích lũy, đặc biệt là giữ rừng để trồng xanh. Còn cái an ninh chính trị thì rất là an toàn. Mặc dù là sâm là một của rất là giá trị, nhưng bà con rất đoàn kết để giữ sâm. Ở trên này thì có bao nhiêu anh em trông nom cái vườn sâm ở trên này anh Bỉ? Cái này là 5 người. Phụ trách một cái diện rộng bao nhiêu ạ? Hiện nay thì rộng của vườn sâm này là cỡ khoảng 5 hectare. 5 hectare khoảng bao nhiêu gốc sâm ạ? Là trên 100.000 gốc. Trên 100.000 gốc. Thế các anh ấy sinh hoạt ở đây thì như thế nào ạ? Sinh hoạt tất nhiên là khó khăn hơn dưới xuôi nhiều. Thì như chiều nay em ăn cơm em thấy đó, cũng đoàn bận đó hả? Ban đêm thì nãy thì giờ ngồi với lửa là rất là lạnh, sương nó vào nhà luôn. Nói chung là mình ở trong sương. Rồi một tuần á thì các anh em cứ thay ca nhau về một bàn. Thế cái lương thực thực phẩm cũng vận chuyển từ dưới kia lên đây ạ? Vận chuyển hết từ dưới kia, trừ rau thôi. Rau là tầm tại chỗ. Lương hàng tháng thì đảm bảo cho anh em. Cái thứ hai nữa là gạo nhà nước cấp hỗ trợ thêm tiền ăn hàng tháng nữa. À, tức là đây là cũng coi là các nhân viên của ủy ban huyện đấy chứ ạ? À, nhân viên của trung tâm sâm. Của trung tâm sâm. Nhân viên của trung tâm sâm. Lương thì nhập bật theo nhà nước, có bảo hiểm đầy đủ. Huyện á là có cái trung tâm sâm Ngọc Linh. Và chúng tôi tuyển những chính những người đồng bào tại nơi đây vào thành cái viên chức vừa trồng sâm cho cái trung tâm sâm của huyện. Đồng thời là huyện có cái chủ trương là khuyến khích tất cả đồng bào trên huyện và đặc biệt là ở xã Trà Linh tham gia trồng sâm. Thì như hiện nay nhà của em Rủi nè, hiện nay là gia đình mình trồng được bao nhiêu gốc sâm ạ? Dạ thì em xin nói thì trước đây thì nhưng mà trồng sâm đó thì trước đây là nhà nước hỗ trợ từ năm 2004 đó, mỗi hộ là lúc đó là một hộ là 1.000 cây. Ừ. Rồi thì nhưng mà tới giờ thì được mấy năm rồi
Nhưng mà thì là gia đình người dân ở nhà đó chưa là họ cũng lúc nào cân á, cân gạo hoặc là cân cân ga cân heo của cúng gì đó là gia đình mà không có chế độ nhà nước này, không hưởng lương nhà nước thì họ nhốt sống đó để bán để lấy tiền để mua gạo lương thực thực phẩm rồi với là mua ga mua heo. Mình bán giống, còn cây lớn để lại là làm giống để cho ra nhiều hạt. Yeah. Rồi từ hạt nó gieo ra, gieo ra rồi bán cây giống để chi phí sinh hoạt gia đình hàng ngày. Cái đó là đúng rồi đó. Và thường thường những cái việc lớn với bán sâm đúng không? Nói ví dụ như đám cưới nè, bệnh đi bệnh viện nè, hay là dỗ quải, làm lễ phong tục gì với dùng cái tiền lớn với bán sâm. Cái là cái sự việc gì thiệt lớn mới bán đúng không? Dạ đúng rồi đó. Nhà em đã bao giờ bán những mẻ sâm nào mà được nhiều tiền, mua được xe máy hay là mua được gì chưa? Trước đây nhưng mà trước đây là cũng có bán là của cúng, trước đây là đúng là bán một cái khoản tiền lớn á để mua, ví dụ mua xe máy chứ có rồi chứ. Cái đó là cũng trước đây cũng có rồi đó. Một năm một cây á ra là 50 hạt đúng không? Một cây lớn thì chắc được năm đó. Ví dụ nha, năm ít nhất là gia đình của bố tuổi là ít nhất bây giờ cũng được 5 hectare trong toàn gia đình á, bố rồi anh em rồi còn mỗi cây ít nhất là được 40 hạt, mà 40 hạt thì một năm thì 5 cây là được có phải là 20 cây không? Mà 20 cây ví dụ một năm hiện nay á giá sâm bây giờ từ 70.000 đến 100.000, thôi mình lấy 70 thôi, nhân với lại 20 cây thì qua được 1.4 tỷ. Nó là dòng mất tuổi đó. À tất nhiên. Chúng tôi thì tin và hẹn ngày trở lại được chứng kiến những lễ hội sâm Ngọc Linh ở tương lai gần, thật gần.